Tô Lâm làm màu tại Đại học hàng đầu Columbia ở New York. Tô Lâm vừa có bài phát biểu và buổi nói chuyện với các sinh viên trường Đại học Columbia bên lề chuyến đi sang Mỹ tham dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc tại Mỹ ngày 23 tháng 9, 2024. Tô Lâm có làm cách mặn màu hay không thì chưa thấy, chỉ thấy ông ta làm màu mà thôi. Cả trong phần phát biểu cũng như trong phần trả lời câu hỏi của sinh viên, đa số thời gian là Tô Lâm cắm đầu cầm giấy đọc những nội dung đã soạn sẵn từ trước. Phần hỏi đáp thì có mấy du học sinh Việt Nam đang học tại trường Columbia đọc các câu hỏi đã soạn sẵn trên điện thoại, mở đầu câu hỏi mà cứ "cháu chào bác Tổng Bí thư Tô Lâm" là đủ hiểu. Có lẽ những câu hỏi này đã được phái đoàn của Tô Lâm phím với sinh viên có nhiệm vụ làm quân xanh quân đỏ từ trước, kẻo làm mất mặt một quan chức Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên phát biểu tại trường đại học này. Trong suốt buổi nói chuyện, nội dung rất chung chung và chẳng có gì mới như chuyển đổi kinh tế kỹ thuật số, chuyện giải quyết xung đột ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Thậm chí nhiều câu trả lời còn chẳng ăn nhập gì với nội dung câu hỏi. Có thể thấy, phát biểu của Tô Lâm thật tẻ nhạt, chán ngắt và vô bổ. Nên nhớ, Tô Lâm là quan chức Việt Nam được giới thiệu là có bằng tiến sĩ luật học, có kém cạnh ai đâu, nhưng phải khi đi ra quốc tế mới thấy tầm và khả năng của cán bộ ta được đào tạo dưới môi trường xã hội chủ nghĩa ra sao. Có thể thấy, cả tấm bằng tiến sĩ luật học cũng như lần phát biểu tại trường Columbia lần này chỉ là màn phong bạc của Tô Lâm. Một quan chức đi lên từ quá trình làm công an, không thông qua bầu cử công bằng và tự do nên cũng chẳng phải trải qua bất cứ một lần hùng biện hay tranh luận nào trước công chúng, thì thật là chẳng mong đợi gì hơn được.